Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác ơi, một em xòe cực kỳ VIP các bác nhá. Đấy, nhưng mà em này thì mới thuần khoảng tầm 80% thôi anh em ạ. Bóng bộ đầu mặt thì rất là đẹp các bác nhá. Xòe thì siêu VIP luôn anh em ơi. Đấy, các bác có thể thấy chim này, ui dồi ôi, xòe chơi cánh ôm cóng luôn anh em ơi. Rất là VIP nhá anh em nhá. Anh em nào bổ kết em Họa Mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Anh em lưu ý là chú chim này nó gọi là chưa được căng đét hẳn, với cái thứ hai là con chim này chưa được thuần nữa nhá. Anh em về anh em chăm và anh em nhẹ nhàng với nó là được. Nhưng mà chăm xong chú chim này thì bảo hành cho anh em luôn là xòe VIP, xòe ôm cõng luôn anh em ơi. Đẳng cấp thật anh em ạ. Đấy, bắt đầu có thái độ chơi rất là ok rồi các bác nhá. Anh em thấy xòe đếm lan luôn anh em nhé, gọi là siêu VIP anh em ơi. Ui dù đuôi này anh em ơi.